Ngày mùng 1 tháng 1, Chủ nhật ngày thứ 8 trong tuần Bát nhật Giáng sinh, Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hà Nhi. Và 8 ngày sau, người ta gọi tên người là Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và Hà Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về Hà Nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về các điều mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hòa bình nhờ có Thiên Chúa ở cùng. Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hà Nhi, và 8 ngày sau, người ta gọi tên người là Giêsu. Ngày đầu năm mới, phục vụ giáo hội mừng kính mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lời sách dân số cho biết, Thiên Chúa luôn chúc lành và gìn giữ con người, luôn tỏ nhan thánh và xót thương con người. Thiên Chúa ghé mắt lại và ban bằng yên cho con người. Thánh Phaolô xác nhận, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Mẹ Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì được phúc Thiên Chúa ở cùng, được cư mang con Thiên Chúa, hạ sinh con Thiên Chúa là đấng cứu chuộc con người. Ơn phúc này Thiên Chúa dành cho mẹ trước tiên và duy nhất giữa loài người. Quả thực, chỉ có Thiên Chúa ở cùng chúng ta thì chúng ta mới được bình an, được hạnh phúc. Nếu không có Thiên Chúa ở cùng, cuộc sống con người luôn bất an, bất hạnh. Mừng kính Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cầu xin ơn an bình cho tâm hồn, cho gia đình, cho đất nước, cầu xin hòa bình cho thế giới. Bình an hay hòa bình chỉ có được khi Thiên Chúa ở cùng. Và Thiên Chúa đã muốn ở cùng và đã đến ở cùng chúng ta. Việc còn lại của chúng ta là dọn sạch cõi lòng nhơ uế và mở rộng lòng ra đón Chúa Giêsu, đón nhận lời người, sống theo lời người dạy là yêu mến Chúa, yêu mến nhau. Đừng tự vô lý khi mong được bình an mà không muốn được Thiên Chúa ở cùng, mà vẫn để lòng chất chứa những thứ phàm trần hư đốn. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, làm hòa với nhau, và thương khấn ban ơn bình an cho tâm hồn, cho gia đình, cho đất nước và thế giới. Amen. Thiên Chúa đã giáng sinh làm người, và chúng ta tin người đang hiệp hành với chúng ta bước vào năm mới Quý Mão. Vâng, lời người vẫn còn đó, vẫn hiện diện, vẫn linh động những nhịp bước trẻ trung yêu đời yêu người. Người hiện diện và hiệp hành với chúng ta không chỉ trên từng trang tin mừng, mà còn trên cuộc sống của những người sống tin mừng của người giữa đời. Ước gì chúng ta nhận ra người đang hiện diện, đang hiệp hành, để chúng ta bằng lòng hiệp hành với người, theo đường người đi,
theo lối người dẫn, để chúng ta có thể đến được nơi người muốn chúng ta đến. Đó chính là đồng cỏ xanh an bình, xinh tươi, bên nguồn suối dạt dào ân sủng bí tích. Sống theo lời Chúa TV, kính chúc quý vị một năm mới bình an. Và ước gì suốt năm 2023 và năm Quý Mão này, quý vị cùng chúng tôi sẽ hát lên với niềm vui hiệp hành. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi. Alleluia. Amen. Chúa bước bên tôi.